cuộc sống hạnh phúc, ngộ nhận về kiểu ăn mà nhiều người tin rằng để giảm cân. Nghĩ rằng mình thất bại khi không giảm cân thành công, nhiều người đã từ bỏ và thất vọng về low carb. Nhưng không phải, các nhà khoa học Mỹ vừa tìm ra tác dụng thần kỳ thật sự của kiểu ăn này. Chế độ ăn kiêng low carb, ít carbohydrate có thể giúp một số người khỏe mạnh hơn ngay cả khi bạn không giảm cân vì nó. Nghiên cứu mới của Mỹ vừa chứng minh. Đừng nghĩ bạn ăn kiêng thất bại nếu bạn ăn mãi không xuống cân, vì nó có thể cho bạn thứ quý giá hơn: giảm và thậm chí đảo ngược diễn tiến của bệnh tiểu đường và bệnh tim, phòng ngừa đột quỵ. Các tác giả từ Đại học Ohio, Mỹ đã thực hiện nghiên cứu chuyên sâu trên diễn biến sức khỏe của 16 tình nguyện viên mắc hội chứng rối loạn chuyển hóa. Họ mắc nhiều triệu chứng như vòng eo lớn, mỡ máu cao, huyết áp trên 140/90 mm thủy ngân, đề kháng insulin. Các tình nguyện viên đã có 1 tháng ăn nhiều carbohydrate và 1 tháng ăn ít carbohydrate với khoảng nghỉ là 2 tuần giữa các đợt. Kết quả cho thấy khi ăn low carb, khả năng trao đổi chất của họ thay đổi hẳn dù không giảm cân. Chính sự trao đổi chất thuận buồm xuôi gió hơn đã làm giảm các yếu tố gây bệnh tiểu đường, bệnh tim, giảm nguy cơ đột quỵ. Nguyên nhân chính có thể do ít carbohydrate giúp họ có mức cholesterol khỏe mạnh hơn, giảm chất béo bão hòa trong máu, vì chế độ ăn low carb thường tập trung vào các dạng chất béo không bão hòa. Ngoài ra, khả năng đốt cháy chất béo của họ cũng tăng lên đáng kể. Cho dù vẫn nạp vào lượng calo bình thường bằng cách giảm thức ăn bột, đường, nhưng tăng các nhóm khác khiến cân nặng không giảm, người ăn low carb vẫn nhận được các lợi ích trên. Tuy nhiên, nếu mắc hội chứng chuyển hóa nặng, hãy nghĩ cách giảm cân một chút, vì nếu có thêm yếu tố này, nhiều triệu chứng thậm chí dần biến mất. Lưu ý rằng, nên áp dụng cách ăn này như một biện pháp hỗ trợ, không tự ý bỏ ngang thuốc trị bệnh nếu bạn được chỉ định dùng thuốc dài lâu. Ăn low carb là kiểu ăn tiết chế tối đa thức ăn thuộc nhóm bột đường bạn nạp vào cơ thể hàng ngày, thay vào đó là các món đạm, rau quả và không kiêng chất béo. Người ăn low carb nghiêm ngặt có thể nạp vào lượng tinh bột chỉ tương đương với 2 lát bánh mì một ngày. Nghiên cứu vừa công bố trên tạp chí khoa học The Journal of Clinical Investigation Insight. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm lắng nghe. Các bạn nhớ like và subscribe kênh của mình nhé. Xin cảm ơn các bạn.